Mẹ à, mày đừng gọi tao là mẹ. Mày nói đi, chuyện hai mẹ con quả phụ kia là sao? Mẹ cảm thấy, mày nhìn thấy cô ta với anh cả của mày dây dưa bao nhiêu lâu rồi? Mẹ nghĩ rằng hai đứa nó bên nhau là xong. Mẹ vừa mới buông xuống thì hai đứa mày lại về bên nhau. Chuyện gì vậy? Mẹ từ quê lên đây, mẹ nói mày về nhà ở đi. Mày nói mẹ ở bên ngoài rất bận, mày không ở nhà. Mẹ tưởng là mày làm việc cho nên mẹ yên tâm. Thế rồi mày lại giở trò này. Mày có còn để ý tới câu hỏi điền không? Mày nói xem, cái thành Bắc Bình to như vậy, bao nhiêu khuê nữ mày không nhìn chúng, lại tranh giành với anh cả của mày. Quả phụ kia có gì mà tốt? Mẹ không tin là cả hai đứa mày đều không muốn sống nữa mà muốn ở bên cạnh cô ấy. Giờ mẹ chỉ nói với mày hai câu thôi. Mày thành đối với ai cũng được, mẹ không nói, chỉ cần không phải cô ta. Mẹ à, mẹ thành toàn cho tụi con đi. Con với chị, con với Dương Huệ Vân, bọn con cũng đã thành thân xong rồi. Mẹ xem, tiểu đậu tử cũng đã chết rồi. Cô ấy cũng đúng là cần có người chăm sóc. Còn anh cả con thì con không tranh với anh ấy. Trong lòng anh cả con thật sự đã có người khác từ lâu. Anh ấy chỉ cảm thấy hổ thẹn với Dương Huệ Vân nên mới chăm sóc người ta. Mẹ à, chuyện này mẹ đừng quản nữa. Mẹ thành toàn cho tụi con đi. Mẹ không quản, mẹ đứng lên mà nói. Có rắm cũng đứng lên mà thả. Mẹ à, còn một chuyện nữa, con phải nói với mẹ. Chuyện này anh cả và chú ba đã biết rồi, chỉ có mẹ là chưa biết. Con sợ là sẽ liên lụy tới nhà họ Điền. Cái này, mẹ à, đây là bài vị của con trai mẹ, là con. Sau này mẹ đặt nó ở trên bàn thờ tổ tiên nhà chúng ta, cứ thờ cúng bình thường là được. Nếu có người khác hỏi tới thì mẹ cứ nói là con trai mẹ lúc nhỏ bị lợn rừng hút chết rồi. Cái gì? Con trai ta bị lợn rừng hút chết à? Mày là cái đồ chết tiệt. Mày cướp vợ của anh mày, mày còn để cho lợn rừng hút chết. Mày được đấy, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, mày đều có đủ. Mẹ à, mẹ cứ làm theo lời con nói đi. Làm bà gì cũng không tới lượt mày làm. Mày là cái đồ chết tiệt. Mày, cái đồ khốn kiếp, tao đánh chết mày. Mẹ à, đánh chết. Có chuyện gì vậy? Con hỏi nó đi. Anh hai à, tới bà dị mà anh cũng làm xong rồi à? Mấy người làm đảng ngầm các anh đúng thật là. Thằng ba, con nói gì vậy? Chú ba, chú đừng có giỡn. Anh thôi đi, em với anh cả đều biết hết rồi. Có mỗi mình mẹ là mơ hồ không biết. Anh ấy làm đảng ngầm. Chú ba, câu này không được nói bừa ở trước mặt của mẹ. Một mình anh chơi cái trò đảng ngầm này, anh thì sướng rồi, liên lụy mọi người. Trước đó em còn bị Takagi lôi đi thẩm vấn, mình anh sung sướng thôi. Có chuyện gì vậy? Con nói đi, mẹ tự mà hỏi. Nhị Lâm, nói đi, có chuyện gì? Mẹ à, con đang làm đảng ngầm. Cái gì? Con là đảng ngầm? Mẹ à, từ xa xưa Trung Quốc có câu trung hiếu không thể lưỡng toàn. Làm công việc đảng ngầm quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất đầu. Mẹ à, con trai bất hiếu, sau này để cho anh cả và chú ba hầu hạ mẹ. Từ sau khi Tam Ni Tử bị đánh chết trước mặt của con trai đã thề sẽ không bao giờ có thể chống mắt lên mà nhìn người Nhật ức hiếp người Trung Quốc. Mẹ à, con không muốn liên lụy tới mọi người. Sau này con sẽ cố gắng cẩn thận hết sức, không để cho người ngoài biết được thân phận của chúng ta. Con trai à, con trai của mẹ. Con nói thật với mẹ, con và Dương Huệ Vân giả làm vợ chồng. Tiểu đầu tử bị người Nhật giết hại, chị ấy cũng hận bọn chúng.
Người Nhật nghi ngờ thân phận của con. Chị ấy đã giúp con che giấu. Vì vậy mẹ cũng yên tâm đi. Sau này nếu có người khác hỏi tới, mẹ cứ nói con bị lợn rừng hút chết rồi. Mẹ à, con có chuyện phải đi trước. Đứng lên đi, đứng lên đi. Con trai à? Anh hai. Bà Điền à, chúng ta đi mua rau đi. Nhà bà có chuyện gì vậy? Vừa nãy là ai? Có phải là cậu thứ hai nhà bà không? Cậu thứ hai cái gì? Nhà chúng tôi làm gì có thằng hai? Không thấy sao? Thằng thứ hai chết từ lâu rồi. Chuyện nọ xỏ chuyện kia, con đừng có ầm ĩ. Nó nhớ anh nói cho nên buồn. Bà Phượng à, tôi bị đau chân không đi mua rau được. Không, không sao đâu. Bà đừng quá đau lòng. Tôi tự đi mua. Tam Lâm, anh hai con đúng là làm cái kia à? Chả trách đánh bọn Nhật giỏi thế. Cái đồ chết tiệt. Nếu làm không tốt sẽ phải mất mạng. Phải. Anh hai ra vào cái nhà này, bao nhiêu người nhìn thấy. Nếu hôm nào đó báo cho bọn Nhật thì phiền phức. Không được, chúng ta chuyển nhà thôi. Chuyển nhà. Đừng nghĩ nữa. Chuyện này không cần mẹ lo. Ở trong nhà cũng chán rồi. Hay là con đưa mẹ ra ngoài đi dạo. Chào mừng ghé thăm. Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Tôi tìm Trương Nhị Cẩu. Cô nói là anh Koizumi à? Dạ, anh ấy đang ở trên tầng. Vậy làm phiền cô đi gọi giúp tôi. Được, cô chờ một chút. Khốn kiếp, cô bị mù à? Nhặt lên. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Một cô gái xinh đẹp như vậy. Nào, uống cùng tôi một chén. Khốn kiếp, nhìn gì mà nhìn. Nói cô đấy, chính là cô. Sao cô khốn nạn như vậy? Các vị Thái quân chạy tới Trung Quốc dễ lắm sao? Thái quân vợ của tôi. Vợ à? Bớt giận. Sakura cô, mau chào hỏi đi. Mau chào hỏi Thái quân đi. Xin lỗi, mời bên này. Nào, đi, mau lên. Cô làm cái gì vậy? Qua đây, qua đây. Chị nói xem, chị vội vàng tìm em như vậy là có chuyện gì? Không có gì. Không có chuyện gì tìm em làm gì? Cậu làm gì vậy? Ai đòi tiền? Chị không đòi tiền tìm em làm gì? Đừng có làm lỡ công việc. Em còn phải đi đưa cơm. Đưa cơm cho ai? Asada, người Nhật à? Người Trung Quốc có tên như vậy à? Cậu chờ một chút, tôi đi mua thạch tín. Chị làm gì? Muốn độc chết ông ta à? Em nói chị biết, chị độc chết 10 tên cũng vô dụng thôi. Có thể đuổi hết toàn bộ người Nhật không? Thế cậu suốt ngày ở đây hầu hạ bọn chúng, làm cơm cho bọn chúng thì có thể à? Đây là công việc. Công việc có con khỉ. Cậu là một kẻ vô dụng. Đi rồi à? Thật sự tìm em không có chuyện gì à? Được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Rất tốt. Đúng. Dặn cái eo đi nào. Đàn ông muốn khiêu vũ với các cô gái, chứ không phải đến đây khiêu vũ với những chiếc cọc gỗ. Đẹp lắm. Dặn cái eo đi. Ưỡn cái mông lên. Nụ cười đâu rồi? Đúng. Lộ 8 chiếc răng ra. Đẹp lắm. Xoay vòng. Tốt. Mông thì phải ưỡn lên một chút. Đúng. Ánh mắt. Tống tiểu thư, có người tìm. Dừng. Đây không phải đại tiểu thư nhà họ Lương à? Như vậy là sao đây? Tìm tôi có chuyện gì không? Tôi vẫn luôn cảm thấy làm vũ nữ là một việc rất sỉ nhục. Cô quý gì chứ? Tôi chỉ muốn hỏi cô, làm vũ nữ có phải rất hạ tiện không? Thật đúng là đứng nói chuyện thôi cũng đau lưng. Họ Lương kia, tôi nói cô biết, có một câu nói rất là hay: phượng hoàng lụi tàn không bằng gà. Nếu không phải là Điền Tam Lâm che chở cho cô, hay là bây giờ cô phải lăn lộn không bằng bọn họ. Các cô gái tiếp tục thôi. Nào, tôi muốn làm vũ nữ. Cô dạy tôi đi. Cô bị điên rồi à? Tốt. Tôi muốn làm vũ nữ. Cô dạy tôi đi. Các cô gái, trong các cô ở đây có ai cam tâm tình nguyện tới làm vũ nữ? Trong các cô có ai là con cha mẹ? Nói cho cô ta biết, tại sao lại làm vũ nữ? Mẹ tôi nằm dài ở trên giường, chờ tôi mua thuốc về uống. Còn cô? 12 tuổi tôi bị bán vào kỹ viện. Ngoài hầu hạ đàn ông ra, tôi không biết làm gì hết. Còn cô? Nói với em gái này xem, sao cô lại muốn làm vũ nữ? Tôi phải kiếm chút tiền cho con của tôi ăn. Đã nghe chưa? Làm vũ nữ không phải là vì uống say rồi hồ đồ. Là bởi vì nếu bọn họ không làm vũ nữ, chỉ có con đường chết. Vậy còn cô? Xin lỗi, tôi không muốn cho cô biết. Tiếp tục, nào. Nụ cười. Rất đẹp. Rất đẹp. Xoay người. Được rồi, quay mặt. Tôi nhất định phải làm vũ nữ.